Tôi gặp cục cặc. Kỳ. Mệt quá. Lên thầy bút kiếm gì coi. Quý vị, Nga, Nhung, Thảo, Trường. Hả? Hả hả hả? Cái gì? Bà đọc lại coi. Thưa quý vị, Nga, Nhung, Thảo, Trường. Gì Nga, Nhung, Thảo, Trường má? Cái này đọc theo tiếng Việt đàng hoàng. Quá nứng, quáo, cường. À, quá nứng, quáo, cường. Rõ ràng mà, chữ nứng, nứng rõ ràng nè. Chữ này, chữ cường nè. Cái này là từ cảm thán. Wow! Thấy cường nứng, wow! Đọc đúng, thì tuyệt coi. Quý vị chắc chắn sẽ nghĩ là tôi đọc nhầm hoặc là đọc sai khi nhìn những từ trên bảng này phải không ạ? Chúng lại đọc đúng á. Cái này là thấy cường nó nứng quá. Wow, wow, cường nứng, cường nứng. Trong đây có nào đang coi clip mà tên Cường không? Nứng quá hạ xuống cưng. Tất nhiên xin khẳng định tôi đọc đúng và đúng 100%. Đúng bà nội tôi chứ đúng 100%. Quá nứng quá cường. Nếu chiều theo bảng chữ cái cải tiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền đề xuất. Hả? Ông nào? Ông nào? Ông Bùi Hiền là ông nào? Bảng chữ đang bị phần đông dư luận phản ứng theo hướng tiêu cực, thậm chí là rất bức xúc phản đối. Bức xúc lắm, thanh cường nứng là thấy bức xúc rồi. Wow! Chiều phóng viên Chuyển động 24 giờ đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với chính cha đẻ của công trình cải biên bảng. Phỏng vấn ông nghe thử coi. 38 ký tự trong bảng chữ cái giờ rút xuống còn 31. Xóa sổ chữ cái D. Hả? Xóa chữ D luôn hả? Ủa bỏ chữ D rồi sao sử dụng ta? Bỏ chữ D là từ bây giờ về sau là hết sử dụng được hả? Ui, giống được đâu? Trong tiếng Việt là chữ D quan trọng lắm. Mỗi lần mà chửi thề là bắt đầu từ chữ D hết. Các bạn hiểu tôi nói gì mà. Không lẽ bỏ chữ D rồi mốt chửi thề sao ta? Ủ má. Ít mẹ mày nha. Tao khỏi nói không có chữ D nha. Ít mẹ mày. Không lẽ vậy ta? Ồ, lạ nhờ. Thêm một số chữ Latin. Thêm một số chữ Latin hả? Thêm thứ gì à? Coi. À, có chữ F nè. Chữ fuck vẫn chửi được, vẫn chửi được bình thường. Có chữ G với chữ W nữa, chữ Z nè. Ủa gọi này đồng sao? Luật giáo dục. Sao giống mấy cái thằng trẻ trâu mà nó hay chat trên mạng á. Nó hay viết mấy cái chữ này nè. Diều bảy, quên quửa dũng con nà cường. Và cơ sở giáo dục sắc dạy và học tiếng nói cử viết của răng thọt biểu số dạy hoài quá. Tôi mới đọc gì vậy ta? Tôi phải người Việt Nam không? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Các bạn là ai? Các bạn, tôi không biết các bạn. Các bạn đi ra đi, các bạn đừng coi video này nữa. Các bạn đi ra đi. Tuy nhiên theo tác giả Bùi Hiền. Ông Bùi Hiền đây phải không? Tiếp theo bảng chữ cái mới lại tiết kiệm được khá nhiều thời gian và giấy mực. Hả? Tiết kiệm thời gian và giấy mực hả? Chắc không? Nhìn nè. Tác giả Bùi Hiền. Tiếp theo bảng chữ cái mới lại tiết kiệm được khá nhiều thời gian và... Tôi thấy ông gặn một chữ hơi bị lâu á. Tôi thấy ông viết một chữ gặn hơi bị lâu luôn. Tuy nhiên theo tác giả Bùi Hiền, tiếp theo bảng chữ cái mới lại tiết kiệm được khá nhiều thời gian và giấy mực. Tiết kiệm mà nội, tôi chỉ tiết kiệm. Thấy ông viết một chữ mà ông gặn. Lúc đó tôi viết chắc 5 trang rồi. Ông viết xong cái chữ này tôi viết được 5 trang giấy rồi đó. Nếu chữ cũ thì 100 trang. Mà chữ mới của tôi đấy rút ra được hơn 90 trang thôi, còn hơn 90 trang. Là nếu mà các bạn viết 100 trang như chữ bình thường á thì các bạn rút lại còn hơn 90 trang thôi, cỡ 90 tới 91 trang thôi. Cũng hay. Mà tập bán có 97 trang à. Cỡ nào không thấy tập. Ủa, còn mấy đứa viết chữ nhỏ xíu sao? Như tôi là tôi viết chữ nhỏ xíu nhưng kiến à. Chắc tôi viết còn có 80 trang á. Ở đó, có mấy đứa nó viết bự như con mò, bự như cái lu á thì nó lên 200 trang.
hợp lý á. Tại sao lại chỗ này quy u sách quốc ở đây là cờ quốc sách quốc, rõ ràng là phi lý không hả? Cái gì phi lý, cái gì phi lý? Tổ quốc và cái quốc là khác nhau, hai từ đó không có giống nhau luôn á. Ủa, mặc dù là con học có tới lớp 3 thôi bác, nhưng mà con biết là tổ quốc và cái quốc là nó khác nhau bác ơi. Con không học lên được tiến sĩ, nhưng mà con học tới lớp 3 thôi, con biết cái điều đó rồi. Tổ quốc với cái quốc không giống nhau được. Tổ quốc và cái quốc không giống nhau được. Tổ quốc chúng ta thì tới 100 triệu dân, còn cái quốc nó sản xuất có mấy triệu cái à. Nó khác nhau hoàn toàn. Không phải lý, không phải lý. Đó, tức là chữ viết không, nó không đi liền với lại âm thanh. Một cái âm thanh mà lại hai chữ viết, hai con chữ, đó là vô lý không? Ha, một cái âm thanh mà viết ra hai con chữ. Ủa, bình thường mà. Ở nước ngoài và tiếng Anh con học á, mặc dù con học lại tới lớp 3 thôi, con học tới lớp 3 là con nghỉ rồi. Nhưng mà con thấy là có nhiều cái chữ tiếng Anh thì nó vẫn đồng âm, và thậm chí là có nhiều